Trong lúc khống chế cặp vợ chồng vận chuyển trái phép chất ma túy, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình đã bị thương. Sáng qua tại km 103 450 quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình dừng kiểm tra xe ô tô do Ngô Xuân Hiếu điều khiển đi theo hướng Sơn La, Hà Nội. Thời điểm này trên xe chở một cặp vợ chồng ngồi ở ghế sau là Nguyễn Tiến An và Phạm Thị Dương. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ghế sau, vị trí giữa đôi nam nữ, có một túi bóng màu đen có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện ma túy đá được cất giấu tinh vi trong lon nước ngọt. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Tiến An chống trả quyết liệt, làm bị thương hai cán bộ chiến sĩ công an. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được cả hai đối tượng, đồng thời phối hợp với người dân đưa hai cán bộ chiến sĩ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc. Hiện sức khỏe của hai cán bộ chiến sĩ đã cơ bản ổn định.